gọi là DJ Goyo Tinker 3-in-1. Nó kết hợp giữa đèn LED vector, đèn LED chiếu bobo và đèn laser. Mỗi đèn này có thể sử dụng tốt cho không gian từ 15 cho đến 50 mét vuông. Mọi người có thể mua trang trí cho phòng bay, phòng karaoke, trang trí cho những cái sân khấu ca nhạc sôi động hoặc trang trí ở những buổi tiệc bạc ti rất là đẹp. Mình sẽ làm khó để mọi người thấy rõ được những cái hiệu ứng của đèn hơn, tạo ra một không gian ảo hơn. Hiện tại mình đang sử dụng là cái máy khói 1500W cho công ty bên mình cung cấp. Bên mình có cung cấp tất cả các dòng máy khói, từ máy khói cho phòng mini, phòng bay cho đến những cái máy khói lớn cho sân khấu. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế tại showroom của công ty bên mình. Dòng đó mình đang mở nhạc là dòng Robo L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.